ơi chơi tỷ giá được rồi, lên Vincom mua xu Vincom được, xu giá chạy chậm lắm, nhập như vậy hết ơi. Để hỏi lên Vincom mua xu, mua xu Vincom trưởng hết. Đi con xu Vincom nhiều hơn thì đấy ít lắm, đấy trời chậm lắm. Chơi đây được. À, bên có hối tuổi mở cửa. Hối tuổi bên có mở cửa đó. Con hả đi. Con hả râu em râu đi. À, đi xuống hả? Yeah. Thôi bây giờ để tiền về dưới này mua đồ được, mua sắm được. Xong rồi khi mà có mẹ đi vô. Hả? Để mãi có mẹ đi vô hả? Ơi, mãi có mẹ đi vô. Ơi. À mẹ đi làm rồi, mẹ kiếm tiền đó. Hả? Ok hả? Hả?